Lần nữa tôi là luật sư Văn Khoa và có trong phòng thu âm chúng tôi có luật sư Kevin Huy Phạm, và xin chào kính chào quý vị khán giả, quý vị đang xem chương trình Luật Pháp và Đời Sống, và xin Huy gửi lời chào quý vị khán giả. Dạ vâng, chào luật sư Bùi Văn Khoa và chào quý vị khán giả, tôi là luật sư Kevin Phạm Quang Huy. Dạ vâng, một lần nữa chúng tôi mở đường dây để cho quý vị đặt những câu hỏi liên quan tới luật pháp, riêng về câu hỏi về di trú thì chúng tôi nhường cái câu hỏi đó cho luật sư Tuấn vào trong ngày thứ hai, và quý vị có thể gọi vào trong chương trình của luật sư Nguyễn Đại Huy Tuấn trong một ngày thứ hai thì anh sẽ trả lời. Và riêng ngày hôm nay thì bắt đầu mở đường dây để cho quý vị đặt những câu hỏi liên quan tới luật pháp, thì số điện thoại cho quý vị gọi vào là 1844 858 7000, một lần nữa là 1844 858 7000. Và để bắt đầu chương trình thì tôi muốn trình bày cho quý vị một cái vụ mà nó tiến triển lên cái tòa án cao liên quan tới vấn đề nó gọi là cái smart meter. Những quý vị thính giả nào không hiểu cái smart meter thì là nhà nào nó cũng có đó. Đây là cái vấn đề cái ổ điện, mà có nghĩa là ngày xưa thì nó có người ta tới để người ta đo coi xem là cái sử dụng điện, đức lượng điện của quý vị là coi như là sử dụng bao nhiêu điện, rồi họ tính trong cái vấn đề nó gọi là theo tính cách là cái sự mà quý vị sử dụng trong vòng cái tháng đó, rồi họ gửi cho quý vị một cái bill để quý vị trả. Nào, lý do tại sao mà cái bắt đầu nó quan trọng là tất cả những thời gian bây giờ đó, có nhiều những cái máy móc đó, nó có thể nó tính toán được những cái chi tiết trong cái đời sống của quý vị. Giống như tôi nói là quý vị sử điện bao nhiêu, khi nào bắt đầu quý vị giảm điện, quý vị có ở nhà hay không. Những cái này là nó tính theo, có thể coi xem cái hành động với lại cái việc mà quý vị làm. Nào, lý do tại sao cái hộp điện mà về vấn đề điện tử này nó quan trọng là nó nói rõ về cái đời sống của cá nhân những người ở trong cái căn nhà đó hoặc là cái gia cư đó. Mà cái câu hỏi cho cái tòa án trả lời là đối với chính quyền, họ có quyền để họ coi những cái sự mà ước lượng xài trong cái nhà gia cư đấy để họ dùng trong cái vấn đề, cái công thức của những cái vụ ở ngoài tòa án giống như là vụ hình sự hay không. Thì cái tòa án nó nói là không, phải cần cái quyền, nó gọi là cái giấy chắc tòa để điều tra những cái này ra, chứ không có ý nghĩa là có quyền là có họ vô họ coi những cái chi tiết. Cũng đúng thôi, là tại vì càng ngày những cái hành động quý vị làm nó đều là có nghĩa là những cái máy móc nó sẽ dò giống như cái điện thoại, quý vị đi đâu, quý vị ở địa phương nào. Thì đối với cái tòa án bây giờ là cái khó khăn của họ là để họ phải giải đáp coi xem cái quyền của chính phủ, họ có quyền họ vô để họ kiểm tra, kiểm xét, coi xem cái hành động mình làm hàng thường xuyên hàng ngày là cái gì không, hay là nó phải có một cái giới hạn của chính quyền, để có nghĩa là nếu mà muốn tìm tòi về cái đời tư của những dân chúng của nước Hoa Kỳ thì họ phải có cái giấy án lệnh của tòa án để kiểm tra. Cho nên trong cái công thức về vấn đề nó gọi là Fourth Amendment Right, thì cái quyền đó là quyền để có nghĩa là kiểm tra của những cái hành động mình làm thường xuyên hàng ngày. Mà cũng tốt thôi, là đây là để bảo vệ, có nghĩa là cá nhân của chúng ta trong cái xã hội của Hoa Kỳ. Một lần nữa số điện thoại cho quý vị gọi vào là 1844 858 7000. Và để bắt đầu chương trình này, chúng tôi mở đường dây đầu tiên cho quý vị khán giả gọi vào. Xin mời quý vị khán giả. Hello. Dạ vâng. Chào hai luật sư. Dạ vâng, xin anh đặt câu hỏi gì ạ? Tôi có hai câu hỏi nhờ sư giải đáp giúp. Thứ nhất là một công dân Mỹ thì tham gia cái bồi thẩm đoàn thì tới bao nhiêu tuổi thì thẩm được. Và thứ hai là vấn đề thứ hai là người lạ mặt ban đêm mà đột nhập vô nhà mình thì mình có thể bắn hạ được không? Xin cảm ơn luật sư. Dạ vâng. Cái câu thứ nhất thì về vấn đề nó gọi là cái bồi thẩm đoàn anh Huy, thật sự ra cái câu này dân chúng người ta muốn thắc mắc rất là nhiều, là tại vì ai cũng là trong cái vấn đề sống trong hoa khỏi cái xã hội này đều nhận những cái nó là cái jury summons. Đây nó là cái án lệnh của cái tòa, nhưng mà cái hiệu lực với cái vấn đề cái kết quả đương nhiên thơ từ có mất chứ không phải không. Thì trong cái trường hợp đó về cái trách nhiệm của cái bồi thẩm đoàn là như thế nào vậy anh Huy? Cái trách nhiệm của bồi thẩm đoàn để tham dự hay luật sư? Dạ vâng. Coi như là nếu mình hội đủ điều kiện là mình công dân Mỹ, mình trên 18 tuổi, thì những cái điều kiện đó là điều kiện mà mình được tham dự trong vấn đề bồi thẩm đoàn. Dĩ nhiên nó có những cái vấn đề khác là quý vị có bị buộc tội hay kết tội cho một cái hồ sơ hình sự gì hay không. Sau đó là những cái vấn đề về jury duty. Và cái trách nhiệm của một người mà làm bồi thẩm đoàn đó là quý vị phải thề
là quý vị chỉ theo luật thôi và theo cái bằng chứng và những cái thông tin mà quý vị nghe được hay tòa cho nghe trong một cái vụ kiện đó, chứ không phải là có nhiều nhiều cái vấn đề đó là lúc mà quý vị vô làm buổi thẩm đoàn đó mà quý vị được được nhận là một người trong jury đó, thì tòa sẽ đưa ra cho quý vị những cái lệnh cấm là quý vị không có thể theo dõi cái hồ sơ này, quý vị không thể Google hay mở cái smartphone của quý vị để điều tra thông tin về người này người kia trong cái vụ này. Cho nên một khi mà quý vị được làm jury đó, được làm selected để làm jury, quý vị phải theo những cái luật lệ mà tòa đưa ra và có theo những cái bằng chứng mà họ có, chứ quý vị không có thể bàn việc với nhau hay điều tra vân vân và vân vân. Mời luật sư Quang. Dạ vâng, cho nên cái vấn đề cái trường hợp mà cái trách nhiệm khi mà mình nhận cái, những cái thơ từ của cái mà phải đi ra trình diện với buổi thẩm đoàn này, thì phần đông đồng bào chúng ta hay nêu cái vấn đề tôi không biết tiếng Anh, tôi không có hiểu về luật pháp. Thật sự cái căn bản hiểu luật pháp nó rất là thấp, nó không có cao cho lắm. Nó chỉ cần mình hiểu tiếng Anh, hiểu cái lời nói là được rồi. Còn cái vấn đề cái tiêu chuẩn mà có hiểu tiếng Anh hay không, có biết được không, thì nhiều khi tùy theo cái người quan tòa cái hôm đó mà có cái trách nhiệm để có như soạn ra hoặc là loại ra những người nào không đủ tiêu chuẩn trong cái ngày hôm đó. Nhưng mà đương nhiên nó có một số những cái trường hợp đặc biệt mà quý vị được miễn, không có phải là có nghĩa là đi bộ thẩm đoàn giống như phải trông trông nom những em nhỏ, em trẻ, hoặc là phải đi học cho nên không có giờ để có nghĩa là đi bộ thẩm đoàn, hoặc là quý vị bệnh hoạn lớn tuổi, cho nên nói về tuổi tác thì thật sự là lớn tuổi tới cái giai đoạn mà có nghĩa là mình hơi không trình diện được, chứ nó không phải là nó có cái tuổi mà gọi là ngừng, không có phải đi. Cái vấn đề cái tiêu chuẩn là thật sự nói căn bản là thông thường hợp lý. Nếu mình trong những người lớn tuổi, trong những em nhỏ thì làm sao mình đi được. Nếu mà mình đi học thì có thể là mình học vấn, mình thi, thì cái vấn đề nó được miễn trong cái vấn đề là gọi là phải trình diện. Hoặc là những quý vị đồng bào nào đó bệnh hoạn bởi vì vấn đề nó gọi là đau nhức không đi được, thì tôi nghĩ những cái trường hợp đó mà tòa nó có bắt mình phải ra để trình diện để giải thích sao, thì cái giải thích nó cũng hợp lý thôi. Tại vì cái căn bản của luật nước Hoa Kỳ thì thật sự đối với cái căn bản đơn giản để hiểu rõ hơn là nếu mà nó hợp tình hợp lý thì thường thường cái luật nó theo cái công thức đó để nó giải quyết cái vụ nhiều hơn. Cho nên quý vị cảm thấy là trong cái trường hợp của quý vị đặc biệt mà quý vị không trình diện được bởi vì vấn đề có hoàn cảnh đặc biệt, thì cái đó là cái lý do mà nếu mà tòa bắt ép quý vị phải ra để giải thích, thì tôi nghĩ cái giải thích đó nó cũng hợp lý thì tòa án họ cũng không có phạt gì đâu. Nào, cái câu thứ hai liên quan tới cái vấn đề là khi mà một cái người nào đó họ tới nhà mình hoặc tới gia cư hay họ trình diện cái hoàn cảnh nào là có để mình bảo vệ hoặc là thủ. Nói thẳng là thường thường Việt Nam mình hay có cái câu là khi mà trường hợp nào mà đặc biệt là mình có thể mình bảo vệ cái thân thể mình, giống là mình có thể mình bắn, mình sử dụng vũ khí để mình bảo vệ thân thể. Vậy anh Huy? Vâng, luật sư Hoa nói chính xác là nếu mà quý vị thấy đó một người xâm phạm vô cái nhà quý vị mà quý vị thấy cái tính mạng của quý vị, cái tính mạng, cái sức khỏe của quý vị, những người trong gia đình quý vị mà bị nguy hiểm đó, thì quý vị có thể dùng nó gọi là reasonable force, là những cái force, cái thể lực mà đủ để hạ người ta. Coi như cái này là nếu mà quý vị bảo vệ tính mạng hay sức khỏe quý vị thôi. Cho nên cái đó nó gọi là fact intensive, là coi như cái chi tiết rất là quan trọng. So nếu mà anh nói là anh thấy một người xâm phạm vô mà anh thấy và anh cảm thấy là cái tính mạng của anh hay sức khỏe anh bị đe dọa, thì yes, anh có thể dùng những cái vũ khí, những cái force, những cái thế lực để hạ họ xuống. Còn cái chuyện mà nếu mà họ biết họ vô lộn nhà rồi họ bỏ đi mà quý vị rượt theo rồi, coi như cái vấn đề cái chấm dứt của cái vấn đề đe dọa nó không còn nữa, mà quý vị theo dõi để quý vị hạ họ, bắn họ, thì cái đó là một cái trường hợp khác. Cái câu hỏi này tôi dành cho luật sư Khoa, bởi vì luật sư Khoa cũng hay ra để tập mà bắn súng, cho nên không biết ý kiến của luật sư Khoa như thế nào. Dạ vâng, cái căn bản về vấn đề thông thường giống như là giả tiến Huyến trình bày, nó gọi là cái vấn đề, nó gọi là trong cái sự suy nghĩ của mình có cảm thấy cái sự mà vấn đề nó nguy hiểm đến cái tánh mạng của mình hay nguy hiểm đến vấn đề hại đến thân thể mình hay không. Thì giống như là anh Huyến trình bày là nếu mà giả tiến một cái người nào đó vô cái gia cư của mình
mình đâu có mời họ vô đâu, tự nhiên họ vô thì dĩ nhiên là mình cảm thấy cái sự đe dọa đó, mình đâu có biết họ có vũ khí hay không, mình không có biết họ có những cái trường hợp gì mà họ to con họ lớn hơn mình rồi họ nuôi hiếp mình hoặc họ đánh mình không. Thì thường thường những vấn đề gia cư mình có quyền bảo vệ, cho nên về vấn đề cái trường hợp Việt Nam mình hay nói cái câu gọi là nếu mà bắn trong nhà thì sao, mà bắn ở ngoài đường thì nó hơi nguy hiểm, nhưng mà nó không phải như vậy. Cái căn bản lúc nào cũng vậy, là nếu mình cảm thấy cái giai đoạn mà mình nguy hiểm đến cái tánh mạng của mình đó, thì mình có quyền mình dùng vũ khí để mình bảo vệ. Nào đương nhiên nó thêm cái vấn đề là mình có quyền bảo vệ cái người thứ ba hay không, có nghĩa là thí dụ giả tỷ như người bạn của mình đi chung mình mà họ bị cái người một người nào đó đang đánh họ, mà mình cảm thấy là mình phải cần bảo vệ cái người bạn của mình thì cái quyền nó vẫn có ở đó. Nào nhớ kỹ là cái nguy hiểm của nó là nếu mà làm sai, bắn sai lầm á, thì hai trường hợp xảy ra. Cái vấn đề hình sự thì mình không có nói rồi, hình sự thì có thể mình nói là tôi nghi là cái người bạn của tôi sẽ bị thương tích rất là nặng mà họ có thể họ bị chết cho nên tôi bảo vệ. Cái vấn đề là về dân sự nó lại là vấn đề khác nữa, là có nghĩa là có thể là mình không bị truy nã về vấn đề hình sự, tại vì cái căn bản của hình sự nó có nghĩa là phải chứng minh mình cố tình, mình có ý mình hại. Cái vấn đề về dân sự thì nó lại hơi khác một tí. Đối với các người căn bản thông thường họ có thể là họ hiểu lầm hay không. Tôi đưa một cái thí dụ giả tỷ như là mình thấy một người nào đó họ đang có nghĩa là tới xin tiền một cái người nào mà mình biết, mình đứng xa mình nhìn thì mình tưởng là họ đang trộm cướp, hoặc là vấn đề mình gây ra cái án mạng đó, hoặc là mình gây ra cái thương tích, thì cái đó là cái sự hiểu lầm đó. Thì có thể mình có thể là cái bồi thẩm đoàn hoặc là cái tòa án nó cho cái đó là cái bất cẩn trong vấn đề cái suy nghĩ của mình. Nào về vấn đề sử dụng vũ khí thì nó có một số cái trường hợp mà đặc biệt, giống như ban đêm mà nếu mà người ta lấy đồ của mình, thì đối với luật của tiểu bang Texas thôi nha, tôi nói căn bản tiểu bang Texas, còn những một luật khác giống như Florida thì nó cho mình đứng lại để mình bảo vệ cái hoàn cảnh rất là đặc biệt. Nhưng mà trong cái trường hợp tiểu bang Texas thì đối với ban đêm nó lại hơi khác tí, đồ đạc có quyền bảo vệ. Tại vì sao? Những cái trường hợp mà ăn trộm ăn cướp ban đêm đó, nó gây ra cái án mạng nguy hiểm rất là nhiều cho những người mà gọi là bị ăn trộm ăn cướp. Cho nên vì lý do cái luật nó ghi rõ ở trong đó là quý vị có thể bảo vệ cái tài sản của quý vị ban đêm với tính cách là dùng vũ khí. Nào vấn đề nó nói là khi nào hợp lý, khi nào không, thì giống như là chúng tôi nói là cái căn bản của nó thông thường về vấn đề hợp tình hợp lý. Nếu mình cảm thấy mình cần phải bảo vệ cái thân thể của mình cảm thấy nó nguy hiểm, thì cái trường hợp đó mình có quyền dùng vũ khí. Nào nếu cái trường hợp mà mình cảm thấy cái đồ đạc nó không đáng để gây ra một cái án mạng mà nó gây ra cái xích mích và cái phiền phức sau này, thì có thể là cái trường hợp đó nên bỏ qua, đừng có nên gây những cái phức tạp cho quá, đâm ra mai mốt cái sau này tự nhiên cái vấn đề mà ảnh hưởng về hình sự với cái gây ra vấn đề nó gọi là bồi thường nó đâm ra khó khăn. Mình chưa biết không? Mình hay nghe những cái trường hợp mà dùng súng ống để tự vệ hay bảo vệ, mình cũng hay nghe những cái lầm là cái người mà họ say, họ không cố ý là ăn cướp, ăn cắp hay là làm gì sai, nhưng mà họ lại tới lộn nhà. Lại họ cứ nghĩ là cái nhà này nhà của họ, họ đập cửa, họ quên chìa khóa, họ say, họ đập và xong họ nghĩ là cái nhà của họ, xong đập kiến để họ vô. Thì cái đó cũng là một cái trường hợp mà nguy hiểm nếu mà mình dùng súng, nhưng mà cũng trở lại quý vị có cái sự quyền lợi để bảo vệ tính mạng cho quý vị. Dạ vâng. Cho nên Huy anh nêu cái vấn đề có trường hợp đã xảy ra rồi. Cái vấn đề cái thắc mắc không có câu trả lời là khi một cái người nào đó họ lạ, họ có cửa, họ đâu có đập cái cửa để họ vô. Ban đêm họ có cửa, họ có nghĩa là thông thường thôi. Thì cái câu trả lời cho nó gọi là cái grand jury, là cái bồi thẩm đoàn để suy nghĩ là cái suy tính là cái vụ này có đáng để truy nã ra về hình sự hay không, thì nó căn cứ theo vấn đề là cái người đứng ở phía trong đó, họ có cảm thấy sợ sẽ đến tới cái mức mà phải bảo vệ cái tánh mạng hay không. Cho nên quý vị thường thường á, nếu mà đọc báo chí hay là nghe tin tức á, quý vị sẽ nghe những cái câu mà trả lời của những người trong vấn đề nó gọi là an ninh hoặc là cảnh sát á. Họ lúc nào họ cũng xài cái câu thông thường, họ nói là tôi cảm thấy sợ sẽ đến vấn đề nó gọi là tôi nghĩ là ống trong tay ống có súng ống, tôi thấy cái gì ống ánh ở trong tay của ống đó. Có hay không có mình không biết, có thật hay không có thật, nhưng mà cái câu trả lời là cái câu mà họ quen, cái cách để họ trả lời nó vào nằm trong cái khuôn của cái khuôn vị là tôi sợ đến gây đến cái tánh mạng của tôi cho nên tôi mới phải dùng vũ khí. Cho nên thường thường quý vị đọc báo hay coi tin tức ấy, nên lưu ý cái câu trả lời là thường thường quý vị sẽ thấy những cái vụ mà bắn đó, cái câu trả lời thông thường nó nằm ở trong cái khuôn gọi là
tôi thấy anh cầm cái gì, ống ánh ở trong tay, tôi không biết. Và tại sao họ nói cái câu đó để họ ám chỉ là họ sợ đến gây đến cái tính mạng. Mà cái ống ánh thì thường thường mình không biết nó là cái cây bút hay là nó là cái con dao hay là nó là cầu súng không. Nhưng mà nếu cái người đó họ có cảm thấy cái sợ trong vấn đề tính mạng của họ là họ có quyền dùng vũ khí rồi. Dạ vâng, thì nếu mà cái sự sợ hãi của họ nó gọi là reasonable, coi như những người khác nhìn vô thì họ có thể bỏ họ vô trong cái trường hợp của cái người này, thì họ nói đúng, nếu mà họ nhìn như cái gì mà giống súng hay giống con dao, họ bỏ họ vô trong trường hợp của người đó thì họ sợ cái tính mạng của họ, họ sợ cái người này sẽ tới và hành hung hay là giết họ, thì yes, nếu mà những người bồi thẩm đoàn lý do đó đó quý vị, cái vấn đề quý vị nếu mà nhận được những cái thông tin, những cái sermon để làm bồi thẩm đoàn, quý vị nên tham dự, nhất là những cái hồ sơ mà hình sự giết người vân vân gì đó, bởi vì nó rất là quan trọng. Và những cái trường hợp đó là một khi mà quý vị được làm bồi thẩm đoàn, quý vị sẽ thấy cái vụ về vấn đề kiện tụng nó không đơn giản, nó rất là phức tạp, nó tùy theo trường hợp của mỗi trường hợp, chứ không phải là bởi vì ông này ông bắn người này cho nên ông có tội giết người, hay là cái người này bởi vì họ xâm vô nhà là tự động bên cái người kia có quyền bắn họ. Cho nên về luật lệ đó quý vị nên tham dự nếu mà được để làm bồi thẩm đoàn, trong những cái hồ sơ hình sự cũng vậy, ly dị cũng vậy, hay là dân sự cũng vậy. Mời luật sư Quang. Dạ vâng, cho nên trong các khía cạnh về luật pháp đó, có nhiều cái trường hợp mà nó rất là đặc biệt, chúng tôi không có cái câu trả lời cho nên vì lý do nó mới có cái tòa để nó xử là như vậy. Nhưng mà đương nhiên cái gì cũng vậy hết, nó căn cứ theo cái căn bản của nó là nó hợp tình hợp lý trong vấn đề cái xử hay không. Thì giống như là cũng cùng tiếp theo cái câu mà hỏi của quý vị là trong trường hợp nếu quý vị ngồi trong xe, đang lái xe, quý vị bấm còi, bên đối phương họ tức giận, họ đi ra khỏi xe, họ không có cầm cái gì trong tay, họ chỉ la hét, họ chỉ có nghĩa là tới đe dọa, nhưng mà quý vị ngồi trong xe rồi thì làm sao mà nó gây được cái tính mạng, thì không thể nói là quý vị sợ sẽ đến tới cái mức mà phải gây ra cái án mạng cho họ. Cho nên cái căn cứ của cái căn bản của vấn đề quyết định là có quyền dùng vũ khí tới cái mức mà có nghĩa là gây ra cái án mạng hay không đó, thì nó phải căn cứ theo cái hoàn cảnh của mình. Ngồi trong xe đóng cửa khóa hết rồi thì trong tay của cái người đối phương họ không có cầm cái gì, họ chỉ la hét thôi, đương nhiên mình sợ rồi, nhưng mà nó chưa tới cái giai đoạn mà nó có thể nói là gây tới cái vấn đề cái sự nguy hiểm cho mình. Nào khác với cái vấn đề nếu họ có kiến của mình, họ đập kiến của mình, hoặc họ cầm những cái đồ cây sắt để họ đập kiến của mình, thì cái đó có thể nói là khác. Tôi sợ là ông đập kiến cái bể xong rồi ông gây ra cái án mạng của tôi, thì cái đó lại khác. Cho nên nó cái hoàn cảnh của nó gây ra cái vấn đề cái giải đáp là có nên sử vũ khí trong cái hoàn cảnh nó đặc biệt hay không. Nhưng mà đương nhiên những cái trường hợp này mình hiểu được biết đó, thì cũng là giúp ích để cho mình tránh anh Huy à. Cho nên nói cho đúng, nhiều cái trường hợp mà giống như là mình biết là cái quyền của mình có quyền sử dụng như vậy, nhưng mà cũng để mình tránh, để nó tăng tới cái mức mà mình phải sử dụng vũ khí, là để mình tránh cái trường hợp đó đi xa ra. Nếu mà mình cảm thấy họ tới thì tránh né đi, thà giảm cái sự mà tức giận nó đỡ hơn là gây cái vấn đề cái án mạng người khác. Dạ vâng, đúng, tốt đúng lắm. Vậy. Dạ vâng, luật sư Khoa. Chuyển về một cái vấn đề hồ sơ gia đình. Thưa quý vị, những lúc mà quý vị làm những cái hồ sơ ly dị đó, lý do mà người luật sư quý vị cũng như luật sư Khoa hay cá nhân tôi hay hỏi chi tiết về vấn đề tài sản có cái gì, nợ như thế nào. Bởi vì trong một cái hồ sơ ly dị, dù tranh chấp hay không tranh chấp, coi như hai vợ chồng đồng ý đi, vẫn quan trọng là quý vị nên nói cho quý vị, cho luật sư quý vị là tài sản có cái gì, tài sản chung hay tài sản riêng, để luật sư quý vị soạn ra cái lệnh tòa, cái hồ sơ ly dị cho nó rõ ràng. Nếu mà quý vị có những tài sản mà quý vị không chia sẻ, không nói và không liệt kê trong những cái hồ sơ ly dị đó, thì tương lai á, e rằng đó là những cái tài sản đó không đề cập tới, thì tương lai cái chuyện mà chủ quyền cũng rất là vất vả. Hay là bên đối phương nói đó là quý vị chưa chia tài sản công bằng, cho nên họ có quyền kiện ngược lại. Sau cái ly dị họ sẽ nói là quý vị giấu tài sản, cho nên bây giờ họ muốn mở lại hồ sơ để kiện lại những cái hồ sơ ly dị. Chúng tôi khuyên quý vị, nếu mà quý vị cho những cái hồ sơ ly dị, nói hết cho luật sư quý vị là quý vị tài sản có như thế nào, để luật sư quý vị phân chia cho nó rõ, nhất là cái vấn đề nợ chung hay nợ riêng. Tại nếu mà có những cái nợ mà nợ tên chung mà mình không liệt kê, thì luật sư Khoan trở ngại là như thế nào? Dạ vâng, nếu mình không có liệt kê chung thì có thể là trong cái trường hợp đó mình không có được giảm cái vấn đề nó gọi là cái gánh của cái vấn đề chia cái tài sản của vấn đề trong cái vụ hôn thú của mình.
Cho nên về vấn đề mà nói chuyện với người luật sư, có nhiều người họ e ngại, tại họ sợ là tôi nói nhiều tài sản cũng sợ công luật sư này ông tính tiền nhiều. Đối với anh em chúng tôi làm về nghề này lâu, thật sự không có căn cứ theo vấn đề là gọi là cái tài sản của mình. Tại vì cái tài sản ai cũng có nhiều người có nhiều, có người có ít. Căn cứ là căn cứ theo vấn đề cái phức tạp của cái vụ, cái khó khăn của cái vụ. Cái vụ này nó có mất nhiều thời gian hay không, và cái vấn đề nó có cái vấn đề cái phức tạp trong vấn đề tranh chấp hay không thôi. Chứ còn thật sự đối vấn đề tài sản, người có 1 triệu hay người có 100 ngàn hay có 10 ngàn cho nữa, cái căn bản nó đều giống nhau hết. Nếu mà cái thời gian nó khó phức tạp, nó khó khăn, nó khó để làm cái vụ, thì đương nhiên là cái vấn đề cái chi phí nó sẽ tốn kém. Cho nên đừng có ngại gì cái vấn đề liệt kê ra những cái tài sản của quý vị khó, tại vì đường nào cho nữa cũng phải cần hiểu biết để cái tài sản này phải chia ra theo cái công thức nào thôi. Cho nên trong vấn đề nó gọi là làm cái vụ hồ sơ ly dị này đó, cái khó khăn nhất đó là mình phải ngồi phân tích ra cái tài sản là phải được chia. Và nếu mà cái tài sản này riêng nó chỉ một phần thôi, sau này cái tài sản chung để trả những cái vấn đề nó vô trong những cái tài sản riêng thì chia làm sao. Những cái công thức này thì khi đó anh em chúng tôi sẽ ngồi phân tích và giải thích rõ cho quý vị, nếu có hoàn cảnh nó xảy ra thì cái phần trăm thắng như thế nào và chia thì nó sẽ như thế nào, cái phức tạp của cái khó khăn của cái vụ như thế nào. Cho nên đừng có e ngại về vấn đề giải thích những cái tài sản này khi mà quý vị nói chuyện với người luật sư của quý vị. Một lần nữa anh em chúng tôi phải ngừng lại tạm thời để vô phần thông tin thương mại. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại chương trình sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị muốn tiết kiệm tiền điện mỗi tháng, quý vị muốn có người giải thích hóa đơn tiền điện bằng tiếng Việt, quý vị muốn nhận hóa đơn tiền điện bằng chữ Việt Nam, hãy gọi công ty điện lực V247 Power số điện thoại 18559909000, 18559909000 để được giá ưu đãi, tiết kiệm và quà tặng khi mà quý vị ghi danh với chúng tôi. Xin gọi công ty điện V247 Power 18559909000, 18559909000 hoặc vào website v247power.com, v247power.com. Văn phòng nha khoa The Favor Dental chuyên về nha khoa tổng quát cho trẻ em và người lớn, đặc biệt có làm implant, niềng răng và làm hàm giả tháo lắp. Với sự tận tâm và nhiệt tình của nha sĩ Đồng Cẩm Ngọc và hygienist Hiển Ngô, văn phòng ở số 9979 đường Business đối diện chợ Việt Hoa, 832-581-3993, 832-581-3993. Nha sĩ Đồng Cẩm Ngọc và hygienist Hiển Ngô trân trọng kính mời. Dược mỹ phẩm Dr. Vũ Cosmeceuticals giúp trẻ hóa da, làm căng da mặt, trừ tận gốc da bị nám, tàn nhang đồi mồi, mụn và mụn thịt bằng dược chất thiên nhiên rất hiệu nghiệm. Nó nám hết nguyên một cái má bên này, nám rất là nặng. Thì ai loại xài 3 tháng thấy cái vết nám nó mờ rất là nặng. Sản phẩm được chế tạo dựa trên 20 năm nghiên cứu thành công về ngành da của tiến sĩ y khoa Bệnh học Nguyễn Tường Vũ. Với các khám phá và phát minh y học đã được công nhận và trao tặng nhiều giải thưởng nghiên cứu y khoa quốc tế. Khi nguyên một cái cuộc cách mạng mới trong ngành thẩm mỹ về vấn đề nám da, chúng tôi không có làm cái phương pháp tẩy hoặc lột hay là làm laser như những cái phương pháp cũ nữa, mà cái phương pháp mới đó là mình transform cái da, mình làm cho những cái tế bào da nó trẻ hóa, nó hoạt động lại bình thường. Khi mà những cái tế bào nó hoạt động lại bình thường đó, thì cái tương tác giữa các tế bào da và tế bào tạo hắc tố trở lại bình thường, và chính vì như vậy đã khiến gốc và gây ra nám nó hết. Bởi vậy cho nên Titi đi đâu thì cũng nghe phái đẹp nói với nhau và khen ngợi về cái sự thành công cũng như cái hiệu quả của sản phẩm này. Tại Smart vào mỗi buổi sáng, chúng tôi đều có các thực phẩm rau củ tươi, thịt tươi để chế biến món nướng sẵn sàng đáp ứng cho bất cứ người sành ăn nào, đồ ăn chế biến sẵn tươi ngon, hợp vệ sinh. Tại Smart luôn có hải sản tươi sống, chúng tôi có đầy đủ các loại kim chi với nhiều hương vị khác nhau. Chúng tôi có nhiều đồ dùng dành cho nhà bếp. Đến với Smart, quý vị sẽ tìm được mọi thứ quý vị cần cho một bữa ăn ngon và cho gia đình của mình. Smart nay đã có app trên App Store và Google Play Store. Bún bông thịt thanh đao một nơi rất là thoáng mát ấm cúng, món ăn thì ngon hết chỗ chê. Bún bông thịt với vịt tươi nấu mỗi ngày, nồi vịt thật to, thật ngon. Cơm chuồng nướng, miếng thịt nướng mềm và thơm, khẩu vị đặc trưng của nhà hàng. Thưởng thức một lần là mê liền. Đây là những món ăn đặc trưng của nhà hàng đã có từ lúc mở cửa tới bây giờ. Mong quý khách hãy tiếp tục ủng hộ. Bún bông thịt thanh đa 281-495-9039. Đông trùng hạ thảo có nguồn gốc từ vùng Hy Mã Lạp Sơn. Giống ấu trùng mùa đông chui xuống đất tìm hơi ấm, rồi mùa hạ mọc lên một loại nấm. Và người Tây Tạng đã biết dùng nấm này làm thuốc chữa bệnh,
cách đây hơn 1.500 năm. Gần đây, các chuyên gia đưa đông trùng hạ thảo về Hoa Kỳ. Điển hình là công ty US Nutrilab đang sản xuất đông trùng hạ thảo 950. Thưa quý vị, đông trùng hạ thảo 950 đã khẳng định những chức năng quan trọng như tăng cường năng lực, làm giảm sự mệt mỏi của cơ thể, giảm những lần đi tiểu đêm để giúp cho giấc ngủ được thẳng giấc, giảm đau nhức khớp xương, nhất là vào mùa lạnh, và điều hòa áp huyết, giảm lượng cholesterol xấu. Với tất cả những công dụng đó, US Nutrilab chỉ xin nhắc quý vị một câu: hằng ngày trước bữa ăn chính, xin đừng quên một hoặc hai viên đông trùng hạ thảo 950. Xin giới thiệu Làn Sóng Mới bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 phát thanh 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần với chương trình mới lạ, bổ ích, thiết thực về giáo dục, phúc lợi xã hội, luật pháp, di trú, an toàn cuộc sống, du lịch, thể thao, ẩm thực, sức khỏe, dinh dưỡng, bảo trì xe cộ, chim cây các cảnh. Quý vị sẽ được nghe lại những giọng nói quen thuộc của các xứ ngôn viên kỳ cựu trong ngành truyền thông, kết hợp với các tiếng nói trẻ trung, sôi nổi, vui nhộn. Mời quý vị hãy đón nghe Việt Radio 1560, Radio của người Việt. Thiên Tra xin được chào đón quý vị đến với chương trình Vinashop Home Shopping. Hiện nay rất nhiều người trong chúng ta đang gặp phải tình trạng tóc bị rụng quá nhiều, tóc yếu và hói đầu. Nguyên nhân có thể là do di truyền, do stress, cơ thể của chúng ta bị thiếu chất dinh dưỡng, hoặc là các chị em phụ nữ sau khi sanh thì bị rụng tóc, hoặc là đang trong giai đoạn tiền mãn kinh. Vì vậy hôm nay Vinashop sẽ gửi tới quý vị dòng sản phẩm dầu gội đầu cao cấp Dong Yêu chống rụng tóc đến từ Hàn Quốc của công ty Mia Professional. Dầu gội Dong Yêu được bào chế theo công thức cổ truyền Hàn Quốc với thành phần chính là wood wasan, loại dược thảo tương tự như là nhân sâm nhưng mà có hiệu quả tốt hơn sâm trong việc chống rụng tóc, hỗ trợ việc mọc tóc và cung cấp chất dinh dưỡng cho tóc, giúp cung cấp oxygen cho da đầu và tóc, cải thiện sự đàn hồi và độ bóng của tóc, giúp tóc luôn chắc khỏe, dày và ngăn ngừa rụng tóc. Dầu gội còn chứa các dược thảo khác như là hoa cúc, cỏ mực, laticlardus và có mùi hương dược thảo. Quý vị muốn sở hữu sản phẩm hãy liên lạc ngay với Vinashop qua số 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin chào, xin chào và hẹn gặp lại quý vị. USA là một công ty xếp hạng A cộng của hiệp hội BBB Hoa Kỳ, dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp máy nhận thẻ tín dụng và hệ thống POS cho tất cả các cơ sở thương mại, đặc biệt là các tiệm nail, với một lệ phí cố định không có hợp đồng và đảm bảo không có bất kỳ hạn phí phát sinh nào. Chúng tôi cung cấp hoàn toàn miễn phí máy nhận thẻ tín dụng và giấy in, đồng thời với dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7. Hãy để chúng tôi đảm bảo với quý vị chất lượng chuyên nghiệp, giá cả tuyệt vời và hài lòng miễn mạnh. Đối với em, hạnh phúc là gì? Với tôi, làm sao có thật là nhiều tiền? Với em, hạnh phúc là có một người yêu mình thật nhiều. Với tôi, hạnh phúc là một hè này không phải tốn tiền điện hoặc tiết kiệm được tiền điện. Muốn tiết kiệm tiền điện, hãy chuyển qua với 247 Power, công ty điện của người Việt với giá rẻ, hóa đơn tiếng Việt, website tiếng Việt và sẵn sàng phục vụ độc thực. Quý vị có thể kiếm thêm lợi tức bằng cách giới thiệu bạn bè và người thân. Chúng tôi sẽ gửi tặng quý vị từ 25 Mỹ Kim đến 50 Mỹ Kim cho mỗi khách hàng mới. Công ty điện V247 Power với giấy phép hoạt động của PUC sẵn sàng phục vụ quý đồng hương với giá thấp và có nhân viên nói tiếng Việt. Xin gọi ngay 1855-990-9000, 1855-990-9000. Lần nữa tôi là luật sư Văn Khoa và có trong văn phòng thu âm chúng tôi có luật sư Kevin Huy Phạm, và xin chào, kính chào quý vị khán giả, quý vị đang xem chương trình Luật pháp và đời sống phần 2. Và để tiếp tục chương trình, quý vị có thể gọi vào số điện thoại cho quý vị gọi vào là 1-844-858-7000, một lần nữa là 1-844-858-7000. Và lúc bắt đầu hướng chương trình, nhưng anh em chúng tôi đang trình bày cho quý vị về cái khía cạnh về vấn đề cái tài sản phải liệt kê nó rõ ràng như thế nào. Đương nhiên gần đây thì bắt đầu đồng bào chúng ta bắt đầu hiểu rõ thêm về vấn đề cái quyền lợi của những cái hợp đồng giống như mình gọi là prenuptial, mình gọi là cái trường hợp là
về vấn đề những cái giấy tờ để ký, để ghi rõ về vấn đề tài sản riêng hay tài sản chung. Cho nên Huy, đối với vấn đề luật của gia đình nó thật sự nó cho cái quyền của hai người, để có nghĩa là làm một cái hợp đồng với nhau, mà đối với tiểu bang Texas họ xác nhận là cái quyền đó của hai vợ chồng, để có nghĩa là ký giấy rõ ràng về cái cách mà có nghĩa là tài sản sử dụng như thế nào, chia làm sao, để có nghĩa là sau này nếu nó xảy ra thì có nghĩa là mình tránh cái trường hợp mình tranh chấp. Nói thì rất là dễ dàng, nhưng mà thật sự khi mà nó xảy ra thì nó rất là phức tạp, phòng văn Huy. Dạ vâng, quý vị có quyền lợi để soạn ra những cái khế ước này, cái hợp đồng nó gọi là cái prenuptial agreement hay cái premarital agreement, hay là chút lúc trong quý vị đang có cái hôn nhân, quý vị cũng có thể làm một cái marital agreement nữa để vấn đề phân chia tài sản của quý vị. Nhưng mà cái quan trọng là quý vị phải làm đúng theo luật. Quý vị phải nói hết và liệt kê hết những cái tài chánh của hai vợ chồng. Tại nếu mà những cái hồ cái prenuptial agreement này hay cái khế ước này mà quý vị làm không đúng, hay là có cái sự mà tòa nghĩ có thể sự về vấn đề lừa gạt, gian lận hay bó buộc ai để ký đó, hay hứa cụi những cái quyền lợi trong cái vấn đề hợp đồng này đó, thì bên kia lúc mà tới vấn đề thật sự ly dị đó, thì họ có thể nói là cái hợp đồng đó không có giá trị. Tôi không có luật sư để tư vấn, bên kia có luật sư nhưng mà luật sư kia lại tư vấn cho tôi, cho nên tôi cứ nghĩ ra hiểu lầm đó là cái người đó là luật sư của hai người. Cho nên đủ mọi cách mà họ có thể attack hay là họ hủy cái hợp đồng này. Cho nên nếu mà quý vị rớt trong trường hợp mà quý vị muốn làm những cái hợp đồng này, thì quý vị nên viết rõ ràng những cái hợp đồng, nên cho người kia biết là họ có luật sư. Nếu họ không có luật sư, họ phải viết rõ ràng là họ đã hiểu biết, họ có quyền luật sư, có luật sư, mướn luật sư mà họ không muốn, họ tự đại diện cho họ. Nhưng mà chúng tôi vẫn khuyên nếu họ có luật sư càng tốt. Mà nếu họ có luật sư đó, luật sư Khoa, thì ví dụ người chồng với người vợ trước khi cưới nhau, người chồng có nhiều tài sản, nói người vợ ký giấy tờ, và người chồng cũng mướn luật sư cho người vợ và trả tiền luật sư cho người vợ đó, thì cái đó nó có thể ảnh hưởng về vấn đề cái giá trị của cái prenup hay không? Dạ vâng, tại vì cái vấn đề thường thường trở lại cái tranh chấp của nó lúc nào cũng là tôi không biết nó, tôi ký cái gì hết. Cái người luật sư này không có đại diện cho tôi, cái này là luật sư của chồng tôi mướn cho tôi để đại diện cho cái vấn đề, nó gọi là để chúng tôi để ký cái đơn này. Cho nên cái nguy hiểm của những cái hợp đồng này á, là cái trường hợp là nó có thể nó trở lại nó tranh chấp về vấn đề hiểu biết của cái người ký. Thì thật sự là lúc ký thì ai cũng vui vẻ, lúc đó thì bảo ký cái gì ký cái đó, chồng nói ký thì cứ vậy ký, rồi vợ nói ký thì cũng ký thôi, nhắm mắt ký lại, ký nợ cũng ký. Nhưng mà cái trường hợp mà khi nó xích mích xảy ra thì lúc nào nó cũng ra là tôi không hiểu, tôi bị lừa, tôi bị nếu tôi biết tôi sẽ không ký. Tất cả những cái lý do này là những cái mà thật sự nó gây ra cái phức tạp, cái tranh chấp sau này. Cho nên vì lý do đó đó, chúng tôi anh em chúng tôi cũng khuyên lúc nào cũng vậy, cái vấn đề mà ký cái giấy này thì nếu mà được tốt thì để mỗi một bên mướn một người luật sư riêng đi, ngồi xuống cho nó rõ ràng. Vấn đề không phải là ai trả cái tiền luật sư, nhưng mà cái vấn đề là cái luật sư nó ghi rõ là đại diện như thế nào. Mà cũng có thể là cái người luật sư mà đại diện nó, họ phải bắt cái người thân chủ ký là tôi được nhận tiền của bên đối phương, nhưng mà tôi chỉ đại diện cho cô thôi hay đại diện cho anh thôi, chứ tôi không có đại diện cho cái gì, để cho nó rõ ràng, để sau này á, cái xích mích với cái hiểu lầm á, nó không gây ra, để nó nêu ra cái vấn đề nó gọi là cái tranh chấp. Nhưng mà những cái giấy này là những cái giấy mà thật sự ra nói thì rất là dễ dàng, nhưng mà khi mà áp dụng trong vấn đề đời sống nó hơi khó khăn á, là tại vì thường thường cái tài sản ai cũng vậy hết. Làm sao mình nói là mình để khê hết được, làm sao mình nói cho đối phương hết là tôi có 100.000 để trong nhà băng đó, là tại vì sợ là đối phương biết rồi đối phương gọi đòi chia, hoặc là không chịu ký, hoặc là vấn đề nó gọi là cái trường hợp là ganh tị nhau. Cho nên về vấn đề cái khía cạnh nó thường thường cái giấy tờ mà ký như vậy á, nó hơi phức tạp, là tại vì cái tài sản không có được liệt kê cho nó rõ ràng cho lắm. Nhưng mà thêm vào cái đó đó, nó có một cái trường hợp rất là đặc biệt, anh Huy, là trong cái khía cạnh mà về vấn đề những cái giấy tờ này đó, nó không phải hẳn xảy cho những đồng bào chúng ta ở bên này, mà nó xảy ra cho những anh chị em nào đó, có nghĩa là về vấn đề về một quốc gia khác, cưới chồng cưới vợ mang con đây ký những cái giấy này. Thêm vào cái giấy này á, không phải là cái hợp đồng này không thôi, mà nó còn liên can tới một cái giấy đặc biệt về vấn đề di trú. Như tôi biết chương trình này không có nói về di trú, nhưng mà nói về vấn đề gia đình á, thì phải liên can tới một cái tờ giấy nó gọi là affidavit support, là cái tờ giấy về vấn đề tôi hứa tôi sẽ bảo trợ cho cái người phú ngấu này của tôi khi họ qua, để họ khỏi vấn đề lệ thuộc vào vấn đề chính quyền. Nào cái giấy này á, bắt đầu nó qua tới với cái giai đoạn rất là đặc biệt trong cái vấn đề nó gọi là về gia đình,
bạn Huy à, gần đây có một số những cái vấn đề nó gọi là liên can tới cái quyền hành của cái tờ giấy này. Nó nêu rõ là cái trường hợp giấy này khi ký nó không phải ảnh hưởng cho đối vấn đề cái người ký với lại của chính quyền của nó gọi là chính phủ không thôi, đồng ý là cái tờ giấy của chính phủ, nhưng mà nó còn liên can tới một cái vấn đề cái trách nhiệm để có nghĩa săn sóc cái người mình bảo trợ qua. Cho nên đối vấn đề cái tòa án gia đình sau này nó có thể nó phải giải đáp cái vấn đề là cái trách nhiệm của cái người ký cái đơn này nó có ảnh hưởng trong cái tờ giấy gọi là prenuptial hay tờ giấy postnuptial hay không. Cho nên thật dạ sự vâng, là cái vấn đề rất là quan trọng. Nếu mà quý vị những cái trường hợp như vậy nó rất là rối quý vị. Một người sắp sửa lập gia đình ở bên Việt Nam, họ đã lập gia đình trước đây rồi, cho nên họ có những tài sản, có con cái mà họ muốn bảo vệ tài sản này để không bị lừa hay là không bị lợi dụng lúc mà qua đây. Thì tương lai nếu mà chuyện của hai vợ chồng không có thành, cái người qua đây là họ lại bỏ hay là họ như thế nào đó, thì ly dị thì phải chu cấp vấn đề tiền mỗi tháng, có thể như vậy. Thêm nữa là có thể phải bị kiện vấn đề phân chia tài sản. Thì cái cách mà tránh cái trường hợp đó là cái hợp đồng prenuptial agreement, cũng như luật sư Khoa với tôi đã bàn vừa rồi. Nếu mà quý vị đã làm đúng rồi và bên đối phương kia cũng có luật sư đã được thông dịch cho họ vân vân và vân vân rất là kỹ và họ hiểu, họ biết cái ý gì, thì cái đó là một cái trường hợp tốt cho cái người ở đây, là được một cái hợp đồng prenuptial agreement rất là vững. Nhưng cũng như luật sư Khoa nói là nếu cái người đó qua đây, thì quý vị biết mà, cái người mà bên đây mà bảo lãnh đó, họ phải làm một tờ giấy bảo trợ tài chánh, thì cái đó nó thay đổi như thế nào? Cái đó là cái hợp đồng là họ hứa họ sẽ lo vấn đề cuộc sống của cái người này. Cho nên nếu mà về vấn đề ly dị đó, cái hợp đồng prenuptial agreement vẫn có giá trị. Nhưng tôi nghĩ đó là cái sau này, sau khi ký hợp đồng đó mà người này cũng làm một tờ giấy bảo trợ tài chánh, thì cái ít nhất cái bảo trợ tài chánh nó bảo vệ cái người qua đây đó, là họ được một cái số tiền để lo lắng cho họ lúc mà trong vấn đề mà ly dị hay chia tay đó, họ có một số tiền nào nếu họ không có khả năng đi làm, họ không có có tiền để lo cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà cái hợp đồng vẫn được bảo vệ và cái tài sản của người chồng vẫn là riêng, cái thu nhập của tài sản riêng của họ vẫn là riêng. Có nhiều lúc trong cái giấy prenuptial agreement đến luật sư Khoa cũng nói là nếu mà ly dị, cái người đó sẽ bỏ và hủy và không đòi được cái tiền trợ cấp. Nhưng mà cái giấy tờ bảo trợ tài chánh này nó lại đi sau cái hợp đồng này, thì nó sẽ thay đổi. Dạ vâng. Dạ vâng. Trên cái vấn đề lý thuyết thôi, tại vì chúng tôi nói lý thuyết tại tòa án, hắn còn đang vấn đề cái tranh chấp trong cái trường hợp này á. Thì nói về vấn đề hợp đồng á, hợp đồng thứ nhất thành lập, hợp đồng thứ hai thay thế vào những cái điều kiện thay đổi trong cái hợp đồng thứ nhất, hoặc là nó có xóa cái hợp đồng thứ nhất hay không, dù hợp đồng thứ ba thêm vào đó nó là cái phụ trợ vô cái mấy cái hợp đồng trước hay không. Về hợp đồng á, một là nó nhắc lại cái hợp đồng trước, hai là nó sửa lại cái hợp đồng trước, ba là nó thay thế về cái hợp đồng trước, thì nó phải ghi rõ trong cái hoàn cảnh đó. Đương nhiên về cái khía cạnh về cái tờ giấy tờ mà của vấn đề chính quyền nó bắt mình phải ký để khi làm đòi trợ, nó không có nói về cái đó, nó chỉ nói tôi hứa là tôi sẽ săn sóc, tôi sẽ lo vấn đề của cái người này sinh sống ở bên nước Hoa Kỳ, không có vấn đề gọi là nhờ vả đến vấn đề chính quyền thôi. Nào cái khía cạnh của nó là đối với cái tòa án nó giải đáp cái ý nghĩa đó là như nào, nó giải đáp cái ý nghĩa đó là coi như là tiền giúp về vấn đề phú ngấu là gọi là spousal support, hay là nó là giúp về vấn đề nó gọi là săn sóc đời sống như thế nào. Tại vì đối với tiểu bang Texas thì nó không có giúp ích nhiều về trong cái khía cạnh nó gọi là spousal support nhiều, nếu mà cái hôn thú này nó mới ngắn gọn, nó không có lâu dài, hoặc là cái người đó đang có việc làm. Cho nên những cái điều mà anh em chúng tôi trình bày cho quý vị ngày hôm nay á, nó chưa có cái câu giải đáp rõ ràng trong vấn đề cái tòa án, là tại hắn đang tiến triển ở ngoài cái vấn đề cái tòa thông thường, nhưng mà nó là những một số những cái thắc mắc và những cái vấn đề mình nên suy nghĩ, mà mình nên nghĩ kỹ lưỡng lại cho nó rõ ràng, để khi vấn đề mình vô cái hoàn cảnh mà có ý định về vấn đề cái những cái hôn phối này đó, thì trong cái trường hợp đó cái ảnh hưởng nó như thế nào. Cho nên Huy à, một số cái dụng cụ prenuptial là có nghĩa ký giấy hợp đồng trước khi cưới, postnuptial là ký giấy hợp đồng sau khi cưới, giờ vấn đề nó gọi là cái trust nữa. Cho nên những cái đó là cái dụng cụ để trong vấn đề này có thể mình tránh được cái trường hợp mà có thể là gây phức tạp thế này. Nếu mà tài sản đó mình để ra khỏi cái tầm tay của mình mà mình không còn tài sản nữa thì đâu có nói gì cái vấn đề chia nữa. Cho nên trust cũng là một trong những cái dụng cụ để có nghĩa là mình tách nó riêng ra.
mình để nó ra cái quỹ riêng, mình vẫn được có quyền được thưởng, đâu ai bắt mình phải lấy cái quỹ đó ra. Cho nên về vấn đề cái dụng cụ nên nói chuyện với cái người luật sư trước, đồng ý hôn thú thì rất là dễ rồi, ra làm hôn thú, nhưng mà cái ảnh hưởng của cái tài sản nó ảnh hưởng rất là nhiều phòng hôn nhân. Đúng vậy, cho nên quý vị nào mà trong trường hợp mà cũng như tôi nói là có những tài sản quý vị sắp sửa làm đám cưới hôn nhân, quý vị có gia đình có tài sản riêng, quý vị nên nghĩ tới vấn đề làm hợp đồng, nó gọi là cái prenuptial agreement, nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà quý vị thiếu sót cái đó đó thì tương lai không có gì mà bảo đảm là cái hôn nhân quý vị sẽ thành, và nếu mà không thành á thì quý vị sẽ mất mát cái gì, thiệt hại như thế nào. Thêm nữa, nếu mà quý vị trước khi lập gia đình quý vị nên có kiểm tra lại cái di chúc của quý vị, cái di chúc của quý vị có chưa, chứ nếu không đó là quý vị vừa không có cái hợp đồng nó gọi prenuptial agreement, quý vị bảo lãnh một người này qua theo vợ chồng, và nếu quý vị không di chúc, mà nếu mà trường hợp nó không có cái hôn nhân không ổn định, thì nếu mà quý vị qua đời thì những tài sản ai được thừa kế, mỗi tiểu bang luật lệ khác nhau, cho nên quý vị nên ngoài ra vấn đề nộp đơn xin bảo lãnh người này người kia, quý vị nên nghĩ tới vấn đề tài chính của mình cho cái trường hợp tương lai cho mình và cho con của mình. Mình sẽ qua. Dạ vâng, cho nên trong vấn đề cái xã hội Hoa Kỳ nó rất là phức tạp về vấn đề cái tài sản và vấn đề cái liên hệ giữa gia đình, con cái, con riêng, con chung của chúng ta. Cho nên về vấn đề nó gọi là suy nghĩ hoặc là vấn đề hiểu biết để sắp xếp cái đời sống của mình, nên khuyên chúng tôi, anh em chúng tôi khuyên nên ít nhất là cố vấn qua một cái văn phòng luật sư nào đó, hoặc là cái trường hợp để hiểu rõ về cái hoàn cảnh thôi. Chứ anh em chúng tôi không nói là vấn đề cẩn thận hay bảo vệ gì hết, nhưng mà để mình hiểu cái trường hợp của mình nó ảnh hưởng như thế nào, để nếu mà tránh cái phức tạp, chứ không phải là nói về vấn đề nó gọi là tránh cái tài sản chia, để tránh cái phức tạp sau này nếu mà nó có trường hợp nó xảy ra cho nữa, thì ít nhất mình cũng biết là có hoàn cảnh của mình nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Nhưng mà đương nhiên về vấn đề giấy hợp đồng ký prenuptial, là có nghĩa ký trước khi cưới, postnuptial sau khi cưới, hai cái đơn này đó cho nữa, có nên làm mà làm như thế nào, làm sao, để có nghĩa là nếu mà có, nếu là nó gọi là xui xẻo mà nó xảy ra cho cái vấn đề cái hoàn cảnh của mình, thì ít nhất mình cũng có công thức giải đáp. Nào về vấn đề cái khía cạnh cái tài sản đó, nó có thể là cái tài sản riêng, nhưng mà không làm di chúc, giống như anh Huy anh nói, thì có thể là cái tài sản nó sẽ trở qua tay của vấn đề người vợ. Cho nên về vấn đề di chúc làm trước khi cưới, nào sau khi cưới xong thì cái di chúc đó nó còn hiệu lực không vậy anh Huy? Dạ vâng, dĩ nhiên nếu mà quý vị đã làm di chúc rồi, sau khi quý vị cưới lập gia đình, cái di chúc đó vẫn còn giá trị. Cái chuyện mà quý vị muốn thay đổi hay không là quyền lợi của quý vị, cho nên cái di chúc vẫn còn giá trị nếu mà quý vị sau này lập gia đình, cho nên nó không. Thêm nữa, chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị như thế này: nếu mà trong quý vị đã ly dị rồi đó, quý vị nên nhớ đó là nếu quý vị có những tài sản mà phải phân chia, ví dụ cái tiền retirement hay cái nhà cửa hay xe cộ hay tiền bạc phải phân chia, trong giấy ly dị nói rõ ràng là như vậy. Nhưng mà sau khi ly dị mà quý vị chưa sang tên, chưa chuyển, chưa sang cái phần 401k hay là xe cộ, quý vị nên nhớ, quý vị theo luật lệ cũng bị giới hạn là quý vị chỉ có một thời gian ngắn, có thể chỉ có 2 năm để thi hành cái phân chia tài sản, hay là 4 năm tùy theo cái cách mà quý vị ly dị. Cho nên chúng khuyên quý vị, nếu mà quý vị đã ly dị rồi mà chưa được cái tiền mà quý vị được lãnh trong vấn đề phân chia ly dị, hoặc là cái nhà chưa sang chủ quyền cho quý vị, hay là cái bảo hiểm nhân thọ mà quý vị chưa đổi tên cho cái người mà được hưởng, được chia, thì quý vị nên, quý vị chỉ có 2 năm tới 4 năm để bắt bên kia ký giấy tờ để sang tên nhà hay sang tên xe, hay là sang cái này sang cái kia. Cho nên quý vị nên lưu ý trong trường hợp đó. Nếu quý vị đợi 5 năm sau hay 10 năm sau mới nói cái nhà tên tôi trong ly dị mà anh chưa đưa thì anh phải đưa, thì cái trường hợp đó nó sẽ rất là phức tạp cho quý vị. Mình sẽ qua. Dạ vâng, cho nên cái vấn đề cái tài sản chia mà chia thế nào, chia làm sao công bằng cho nữa, thật sự nhiều khi phải sắp xếp. Tại vì đương nhiên đối với vấn đề cái tài sản có trước, tài sản có sau, đối với vấn đề cái khía cạnh, đối với tiểu bang Texas, thì thật sự những cái tài sản nào mà mình có trong lúc hôn thú đó thì nó là tài sản chung. Là cái vấn đề cái khó khăn của nó là cái phân tích cái tài sản đó nó chia làm sao. Tôi đưa một cái thí dụ, giải thích một cái căn nhà đó, mình lúc mình mua là mình mua trước khi hôn thú, thì rõ ràng là cái căn nhà đó là của riêng rồi. Nhưng mà cái căn nhà đó hắn còn thiếu tiền hàng tháng phải trả vô. Trong thời gian hai vợ chồng cưới nhau, cái tiền mà nó gọi là tiền lợi tức mang hàng tháng vô đó, nó là tài sản chung, dùng để trả cái tiền gọi là vô trong cái nhà riêng của đó. Thì thật sự ra là cái, nếu mà nói là cái tài sản riêng thì cũng không có đúng lắm. Là tại vì cái tài sản riêng nó chỉ là cái khía cạnh nhỏ trong cái vấn đề lúc mua thôi.
Còn cái tiền mà trả hàng tháng, trả vô để trả giảm cái tiền nợ nó xuống, nó là tài sản chung. Cho nên anh Huy à, về vấn đề cái khía cạnh đó, không phải là cái tài sản nó mua trước hôn thú là nó lúc nào nó cũng là riêng hết. Tại vì những cái tiền bỏ vô, cái giá trị nó tăng lên trong cái thời gian mà lúc hôn thú, nó là của chung trong vấn đề của hai vợ chồng của anh Huy. Dạ vâng, nếu quý vị nói trong trường hợp đó, ví dụ trước khi lập gia đình, cái nhà riêng của ông chồng, nhưng mà cái nhà đó thiếu nợ không à, thiếu 200 ngàn. Thì trong vấn đề là sau khi đó hai vợ chồng sống chung với nhau, tiền chung, tiền lương là tiền chung. Để trả hết, nếu quý vị trả hết cái 200 ngàn đó xuống là thành zero, thì dĩ nhiên cái tài sản đó là tài sản có thể là riêng của ông chồng. Nhưng quý vị, nếu mà quý vị làm đúng cái hồ sơ thì quý vị có thể đòi lại cái sự công bằng, là nó gọi cái reimbursement, là cái 200 ngàn của cái nợ riêng của ông mà tôi phải trả, hay là community property là tài sản chung phải dùng để trả 200 ngàn xuống, thì cái đó phải được chia. Thì nếu mà quý vị, luật sư quý vị làm thủ tục đúng để đòi những quyền lợi đó thì tòa sẽ cứu xét. Nhưng mà ngược lại đó, luật sư Khoa, dùng tiền chung, nhưng mà người vợ được ở cái căn nhà mà không phải thuê, không phải trả tiền thuê, thì nó cũng có một chút offset, một cái chút cấn lại hay không? Dạ vâng, cho nên vấn đề mà nó gọi là cái tiền trả vô trong cái căn nhà không có ý nghĩa là mình lấy lại được hết chi cái đó. Tại vì nhớ kỹ, có một số nó là tiền lời, có một số nó là cái tiền mà trả vốn vô cho nó thôi, chứ không có phải hoàn toàn là nó giảm cái nhà xuống đối với cái tính cách là cái tiền mình nợ. Đương nhiên về vấn đề cái giá trị nhà lúc nào nó tăng lên, hết hàng năm nó tăng lên, tiền bảo hiểm nữa cũng phải trả trong cái công thức đó. Cho nên về cái vấn đề chia làm sao, chia cái công thức như thế nào, thì phải ngồi tính coi xem là cái giá trị nhà nó tăng lên cái con số mức bao nhiêu, để coi xem cái phân biệt, cái khác biệt của nó có đáng để chia, mà chia cái con số phần trăm như nào, thì cái tòa án nó phải ngồi xuống để nó tính ra cái phần trăm nào để đáng để chia cho đối vấn đề, cho cái công bằng cho cái người gọi là người sau vô cái căn nhà này. Nhưng mà đương nhiên về cái khía cạnh mà nó gọi là tài sản này, thì thật sự ngồi xuống mình nói cả hết tháng này qua tháng khác cho nữa, cũng con số không có con số nào nó công bằng hết á, tại bên nào cũng nghĩ là bên kia có nghĩa là được lợi hơn đấy. Nhưng mà anh em chúng tôi làm lâu, một thời gian lâu, một trong những cái công thức nào mà có nghĩa là thấy công bằng á, nếu mà hai vợ chồng cảm thấy nuốt được, chứ tôi không có nói về vấn đề công bằng, cảm thấy nuốt được là cũng là công bằng rồi. Là tại vì cái trường hợp tài sản này là tài sản của hai vợ chồng, chứ không phải tài sản của người luật sư. Họ tính ra họ chỉ giải thích về cái quyền lợi thôi. Cho nên chúng tôi anh em chúng tôi khuyên lúc nào cũng vậy hết. Nếu mà ngồi được mà hai vợ chồng ngồi xuống tính toán với nhau để chia cho nó sao cho cảm thấy nó hợp tình hợp lý với nhau mà nó công bằng, thì cái đó là một cái công thức để giải đáp. Cho nên cái tòa đó anh Huy à, gần đây mấy cái vụ mà xử gần đây, ngày xưa thì phải cần cái sự chấp thuận của cái tòa về vấn đề cái công thức con cái chia làm sao. Nhưng mà gần đây cái tòa án á, nó theo bân theo cái vấn đề cái sự hòa giải của hai bên hơn. Nếu mà hai bên đã đi ra được cái công thức hòa giải rồi đó, thì tòa án nó chỉ có bắt, chỉ có một cái quyền lại là phải theo cái công thức của vấn đề hai bên hòa giải, phải không anh? Đúng vậy, với những cái vụ trước đây đã ra cãi rồi và lên tòa Court of Appeal, thì nếu mà quý vị thương lượng tất cả vấn đề con cái tài sản quý vị mà thương lượng qua một, nó gọi là cái mediation, một người trọng tài, và có một cái hợp đồng nó gọi là mediate settlement agreement á, thì tòa sẽ dựa vào đó và sẽ, quý vị sẽ được ly dị dựa vào cái công thức, cái vấn đề phân chia tài sản về con cái trong cái settlement agreement đó, cái mediate settlement agreement đó. Tòa không có thể đi sau lưng cái hợp đồng và nói là ồ cái này không được, hay là phải đổi cái này đổi kia. Trước đây có những tòa không đồng ý rồi vậy rồi sao họ đòi bắt hai bên phải sửa lại cái hợp đồng, nhưng mà luật sau này là không được như vậy. Cho nên những trường hợp mà quý vị nói là hai vợ chồng muốn ly dị mà không muốn trả tiền trợ cấp, thì nếu mà quý vị tòa muốn quý vị phải có người trả tiền trợ cấp cho đứa con, bởi vì cái quan trọng là best interest cho đứa nhỏ. Nhưng nếu mà quý vị vô cái mediate settlement agreement và quý vị đề cập ra và hai bên đều quyết định là hủy, thì dựa vào đó tòa có thể chấp nhận cái vấn đề, cái khế ước của quý vị trong cái mediation settlement agreement. Còn nếu mà quý vị chỉ là giữa hai luật sư nói chuyện với nhau và nói không có tiền trợ cấp, thì không có cái hợp đồng nó gọi là cái mediation settlement agreement, thì lúc mà vô tòa đó, tòa có thể thắc mắc là tại sao không có tiền trợ cấp. Dạ vâng, cho nên có nhiều cái trường hợp, đặc biệt nếu mà cái trường hợp của quý vị nó phức tạp, quý vị chồng có luật sư, vợ có luật sư rồi, nhiều khi tốt nên mướn một cái người trung gian để đứng hòa giải cái đó cho cái sự đồng ý của hai bên,
nếu mà cái hòa giải nó cảm thấy mà tòa nó không chấp thuận được thì tòa không có cái cách nào để tránh khỏi cái vấn đề phải chấp thuận cái hòa giải của hai bên nếu có cái người trung gian. Cho nên những cái trường hợp mà đặc biệt thì chúng tôi, anh em chúng tôi khuyên là quý vị nên đồng ý với nhau để kiếm thêm một cái người trung gian nhảy vô cái vụ để hòa giải cái vụ theo ý định của mình, như ý mình muốn. Một lần nữa anh em chúng tôi rất là xin lỗi là thời gian không đủ để trả lời tiếp tục những cái câu hỏi cho quý vị. Nhưng nhiên bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể gọi vào vấn đề văn phòng của tôi, luật sư Bùi Đăng Khoa và luật sư Kevin Huy Phạm, thì quý vị có thể gọi vào để hỏi những cái câu hỏi thắc mắc, và xin anh Huy gửi lời chào quý vị khán giả. Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống với luật sư Bùi Đăng Khoa và cá nhân tôi luật sư Kevin Phạm Quang Huy. Chúng tôi xin hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ tới thứ tư từ 6 giờ tới 7 giờ. We'll be right back.